trước mặt mọi người, cô là hoàng đế cao quý và quyến rũ nhất, và sau đó cô là cô gái nhỏ đáng thương khóc lóc bị chồng bắt nạt. Fan Xiao nhìn thấy 90% cơ thể của mình đang run rẩy không ngừng, vì vậy anh đã đến quay lại hỏi có đau không. Cửu Thành cắn ngón tay đau đớn, nhưng lòng tự trọng đã khiến hắn nhanh chóng để Fan Xiao ra ngoài. Nghe giọng điệu uy nghiêm, Fan Xiao nói rằng mình chỉ muốn trái lệnh và vô lễ, nói rằng có thể bắt nạt bệ hạ là điều hạnh phúc nhất đối với anh ấy về mặt hành vi. Anh ấy đau khổ kéo tay Cửu Thành ra, rồi đưa ngón tay lên miệng, nói, đau thì kêu lên. Không thể chịu đựng được nữa, Zhu Zhen cắn mạnh xuống. Cơn đau dữ dội từ ngón tay khiến Fan Xiao cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau mà hoàng đế chúa của mình đang chịu đựng. Nếu có thể thay thế nỗi đau của người mình yêu thì đã quá tốt rồi, dù chỉ là một chút. Theo thời gian trôi qua, hoa văn kỳ dị trên người Cửu Thành cuối cùng cũng sẽ biến mất. Hai người giờ phút này cũng đã kiệt sức, đợi Zhu Zhen mở mắt ra khi anh ta từ từ đứng dậy và ngồi dậy, Fan Xiao đã quỳ xuống bên cạnh và chờ bị xử lý. Zhu Zhen thấy vậy không khỏi cười lạnh nói, lợi dụng lửa mà ăn tự mình đứng dậy, và bây giờ anh ấy đang giả vờ dễ thương với ai? Fan Xiao nói rằng nếu anh ấy không uống thuốc và lau sạch, anh ấy có còn là đàn ông không? Hắn vẻ mặt đắc ý nói, hắn 90% là tức giận, dùng trái tay tát hắn một cái, ngươi dám như vậy xúc phạm, cưỡng bức ta, còn nói huyết thống thuần khiết nhất của thần đế phải không bệnh tật không đau đớn, không có bất kỳ tà khí cùng huyết dịch xâm nhập thần đế, vết máu trên người thần đế hẳn là dấu hiệu huyền thoại của năm lần suy tàn trên trời còn con người, tức là sự trừng phạt của trời. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Zhu Zhen, Fan Xiao biết mình đã đoán đúng. Làm sao một vị thần đế làm việc cho thiên đạo như vậy 90% thời gian lại có thể bị trừng phạt, nhưng lại không nói một lời nào, nói rằng mình biết nhiều quá sẽ có kết cục không tốt. Fan Xiao bèn muốn nói điều gì đó nhưng bị chặn lại bởi ánh mắt hung dữ của Zhu Zhen, đừng quên nhiệm vụ của bạn.